Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của iDoValue. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài đánh giá chi tiết về hai mẫu loa mới của LG, đó là LG Xbox Go GX5 và GX7. Đây chúng ta sẽ thấy là Xbox Go GX5 và GX7 được thiết kế với cái hộp đựng khá là mới, một cái hộp đựng với cái thông điệp là bảo vệ môi trường hơn. Từ cái hộp đựng cho đến cái phần nhựa để kết cấu lên cái loa này đều được làm bằng các vật liệu tái chế hết. Còn về cái cấu hình thì hai cặp loa này có một cái cấu hình khá là mạnh, đều sở hữu Bluetooth 5.0 và đều có khả năng chống nước là IP67. GX5 thì có công suất là 20W với một loa toàn giải, còn GX7 thì công suất là 30 cộng 10W với một loa bát và một loa chép ở trong này. Cái thời lượng pin của hai cặp loa này cũng rất là ấn tượng. GX5 thì có cái thời lượng pin nghe liên tục khoảng là 18 tiếng, còn GX7 thì có thời lượng lên đến 24 giờ. Với cái thời lượng của GX7 thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng xuyên một ngày. Đó, cái thời lượng pin rất là khủng, bởi vì nó sở hữu một cái cục pin lên đến 3900W. Ở phía sau của nó cũng có một cái cổng USB với nguồn vào là 5V 2A để chúng ta có thể sạc nhanh cho những cái thiết bị di động khác. Còn ở trên GX5 thì không có cái tính năng này. Ngoài ra thì hai cái loa này đều được tích hợp hai cái màng rung bát. Trên cái màng rung bát này thì nó có tích hợp cái phần đèn LED full màu luôn, và chúng ta có thể tùy chỉnh lại cái màu sắc của cái đèn LED này ở trên cái phần app. Thêm vào đấy thì ở trên hai cái loa này nó cũng được tích hợp mic để chúng ta có thể đàm thoại luôn này. Và cái mic của nó thì LG có nói là cái mic này có cái chất lượng khá là ổn. Bên cạnh đấy thì ở trên loa thì chúng ta cũng sẽ có công nghệ sound board để giúp cho cái âm thanh lớn hơn. Ngoài ra, với những cái cặp loa di động thế hệ mới thì không thể thiếu một cái tính năng, đó là cái khả năng ghép đôi để tạo nên những cặp loa stereo, hay là ghép nhiều cái cặp loa di động với nhau để tạo ra một hệ thống loa, giúp cho cái khả năng phát âm thanh của những cặp loa này mở rộng ra rất là nhiều, mang đến cái chất lượng âm thanh cao cấp hơn, tốt hơn rất là nhiều. Đó là những cái tính năng nổi bật ở trên những cái cặp loa mới của LG. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ở trong cái hộp này thì nó có thêm những cái phụ kiện gì nhá. Đây, chúng ta chỉ có thêm một cái cáp để sạc với một đầu USB và một đầu USB Type-C, cái sách hướng dẫn thôi. Ngoài ra thì trong cái hộp này cũng không còn gì cả. Đó, cái phụ kiện cũng rất là đơn giản thôi, không có nhiều. Bây giờ thì mình sẽ nói sâu hơn về hai cặp loa này. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế của chiếc GX5 và GX7 rất là giống nhau, chỉ khác nhau về cái kích thước và cái trọng lượng thôi. GX5 thì có cái kích thước là khoảng bằng 2/3 so với GX7. Tuy nhiên rằng là cái trọng lượng của GX5 thì nó rơi vào tầm khoảng 1,4 kg, còn GX7 thì rơi vào tầm khoảng 2,8 kg. Có nghĩa là GX7 này có cái trọng lượng gần gấp đôi so với GX5. Với cá nhân mình thì một cái loa di động như GX5 này là cầm vừa tay, và mình thích một cái form dáng nhỏ gọn như này hơn so với GX7. Tuy nhiên rằng là GX7 thì lại mang đến cho chúng ta nhiều hơn. Đó là một cái cặp loa di động với cái công suất gần như là gấp đôi so với GX5. GX5 sẽ phù hợp với một cái phòng khoảng tầm 20m², còn GX7 thì tầm khoảng là 40-50m². Và trên hai cái loa này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có rất là nhiều những cái phím bấm ở phía trước này. Ở đây thì chúng ta có một cái biểu tượng pin này, và có một cái nút nguồn, nút Bluetooth, nút tăng giảm âm lượng, nút dừng chạy nhạc. Nút này thì nó sẽ kiêm luôn là cái nút để chúng ta có thể nhận cuộc gọi. Bên cạnh đấy là một cái nút sound board. Với cái chức năng sound board này thì nó sẽ giúp cho cái loa này nó có thể tăng cường được cái âm lượng lớn hơn, và cái độ sắc nét, độ chi tiết của cái âm thanh cũng nhiều hơn. Cái phần khung của cái loa này thì được làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế. Tuy nhiên rằng là khi mà cầm vào, khi mà sờ nắng vào thì mình thấy rằng là cái phần hoàn thiện của cái lớp nhựa này được làm rất là tốt. Nó được phủ bởi một cái lớp cao su mịn, cầm vào rất là êm tay và bám tay. Bên cạnh đấy thì chúng ta có một cái lớp vải vừa làm trang trí vừa làm bảo vệ cho cái phần loa. Và cái lớp vải này thì cũng được làm hoàn thiện rất là tốt, nhìn rất là đẹp và hài hòa so với cái màu sắc của cái loa này. Điểm nhấn của cái loa này chính là hai cái phần màng rung ở hai bên này. Nó được thiết kế vát như này và nó có cái phần đèn LED bao quanh. Khi mà cái loa này đập thì cái phần màng rung này nó sẽ rung lên, và cái phần đèn LED này nó sẽ giúp cho cái hiệu ứng bass ở trên cái loa này thêm ảo hơn, thêm sống động hơn. Và cái đèn LED này nó có khả năng đổi màu. Chúng ta có thể tùy chỉnh lại cái phần đèn LED này, phần màu sắc của cái đèn LED này ngay trên app. Phía dưới đáy thì nó còn có một cái phần chân bằng cao su để có thể giữ chiếc loa này cố định ở trên bàn tốt hơn. Đó, phía đằng sau thì chúng ta sẽ có những cái cổng sạc
Và như ở trên cái GX5 này thì nó có hai cổng là cổng AUX và cổng sạc thôi. Còn ở trên cái GX7 này thì cái phần cổng đằng sau nó sẽ thêm cái cổng USB 5V 2A để chúng ta có thể sạc pin cho những cái thiết bị khác. Nói chung thì khi mà mình cầm hai cái loa này lên thì mình thấy rằng là cái thiết kế loa mới này của LG rất là khác biệt so với những cái thiết kế ở trên thị trường. Cùng với đó, đấy là cái độ hoàn thiện của những cái cặp loa của LG cũng rất là tốt. Tuy nhiên, hơi khác một chút so với những cái cặp loa trước, đó là ở trên cái loa này thì nó sẽ không còn cái logo của Midian nữa. Có nghĩa là LG đã tự mình tone âm và tự mình sản xuất từ A đến Z hết. Đây cũng là một trong những cái minh chứng cho thấy rằng là sau cái thời gian kết hợp thì LG họ đã tự chủ được trong cái việc tone âm cho những cái cặp loa di động này. Thực tế trong cái quá trình trải nghiệm chất lượng âm thanh của hai cặp loa này thì đúng là như vậy. Nó vẫn giữ được cái chất âm tổng thể của những cái cặp loa trước đây của họ. Tuy nhiên ở hai cặp loa này thì LG họ đã làm cho cái âm bass nó mạnh hơn một chút để đáp ứng được tốt hơn cái nhu cầu của người dùng phổ thông bây giờ. Về tổng thể thì hai cặp loa này mang đến cho chúng ta một cái chất âm khá là chơi tạp với khả năng chơi được nhiều dòng nhạc khác nhau, và cái điểm nhấn của nó chính là cái âm bass. Bên cạnh cái âm bass có cái sự bùng nổ thì chúng ta có một cái dải mid rất đặc trưng của LG, đấy là một dải mid rất là tự nhiên và có cái độ ngọt nhất định. Tuy nhiên ở cái dải chép thì GX5 hơi bị hụt một chút, và cái GX5 này theo mình nó sẽ là một cái cặp loa thiên hơn cho những cái dòng nhạc trẻ, những cái dòng nhạc sôi động. Còn ở GX7 thì do có thêm một cái loa chép ở đây, chính vì vậy cái cặp loa này nó mang đến cái âm thanh cân bằng và hài hòa hơn, và GX7 sẽ giúp cho chúng ta có thể nghe được nhiều dòng nhạc hơn và cái phần chép của nó cũng đầy đủ và phong phú hơn. Bên cạnh đấy thì với cái tính năng party thì chúng ta có thể kết hợp những cái loa di động này với nhau, và thật là bất ngờ nó mang đến một cái âm thanh rất là khác so với khi chúng ta chơi một chiếc loa này. Chúng ta sẽ có một cái âm thanh giàu chi tiết hơn, một cái thứ âm thanh nó sống động hơn rất là nhiều. Còn nói về cái app của hai cái cặp loa này thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ chỉ cần tải cái app LG Xbox Go về thì ở trên cái app này chúng ta sẽ làm được khá là nhiều thứ. Đây, chúng ta sẽ có một cái app như này. Ở trên này thì chúng ta có thể tắt bật loa luôn này, thấy được cái thời lượng pin này. Chúng ta cũng có thể chọn cái chế độ kết nối ở trên cái app này luôn. Update phần mềm này, phần EQ thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được theo cái tùy chỉnh của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể bật được cái chế độ soundboard ở trên này. Bên cạnh đấy, cái app này nó cũng có thể tùy chỉnh lại được cái màu sắc của cái đèn này. Nó có rất là nhiều những cái trạng thái để chúng ta có thể tùy chỉnh cái màu sắc này theo như cái sở thích của chúng ta. LG họ mang đến một cái list rất là nhiều những cái màu sắc phù hợp với từng cái trạng thái, từng cái không gian, từng cái ánh sáng khác nhau để cái loa này nó có được cái màu sắc hài hòa nhất với cái không gian sống, không gian sinh hoạt của chúng ta. Bên cạnh đấy thì cái phần đèn LED này chúng ta hoàn toàn có thể bật tắt và tùy chỉnh cái cường độ sáng của cái đèn LED này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cài đặt được cái thời gian tự động tắt cho cái loa này. Đó, rất là hay đúng không ạ? Tóm lại, với hai cặp loa mới Xbox Go GX5 và GX7 thì LG đã mang đến cho chúng ta hai chiếc loa với cái ngôn ngữ thiết kế mới, với cái chất lượng hoàn thiện rất là cao, với rất là nhiều những cái tính năng hữu ích, đặc biệt là với rất là nhiều những chương trình sale vào cuối năm nay thì hai cặp loa này sẽ có cái mức giá rất là cạnh tranh ở trên thị trường, thì đây sẽ là hai cặp loa rất là đáng cân nhắc để mua trong những cái đợt sale cuối năm nay. Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.